Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu mọi người một chương trình AirDrop. Để tham gia chương trình AirDrop với các bạn, người clip phần lên mô tả mở Telegram ra bấm nút start the chatbot nha các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn cũng lấy cái trang nha các bạn. 8 xi. Mình cố gắng cập nhật những nguồn AirDrop mới nha các bạn. Để đôi lúc mình làm AirDrop nó bị en rồi mình làm tôi cần nó phân phối cho những người mà trước không. Rồi, khi tham gia chương trình AirDrop này các bạn sẽ nhận được 5 token có ký hiệu là RMTCT các bạn, chạy trên nền tảng TC20 của chiếc Tronin các bạn. 5 token này có khoảng 200 tron ạ. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group controller. Rồi các bạn làm từng nhiệm vụ một các bạn. Một kênh ạ. Rồi, các bạn làm nhiệm vụ các bạn. Rồi, theo word thì các bạn follow theo word, like và request các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow nè. Rồi, các bạn nói chuyện, các bạn đến trang trader của mình chút xíu nha tất cả các bạn. Rồi, các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi, các bạn xuống đây cũng like nó một vài nè. Tweet nó là một bài game đó nha tất cả các bạn. Của dự án này bằng 200 cho nè. Rồi các bạn xuống đây like tiếp nó bài đi. Dự án này từ một dự án game thôi các bạn. Rồi các bạn cũng mở con bot ra tiếp ra game lại các bạn. Like từ tweet bot để mà nhấp vào cái tài tweet nó phải cái bài hồi nãy nó yêu cầu không bạn. Đôi lúc rồi các bạn xuống đây cũng bạn hết rồi thôi nha các bạn. Hồi nãy mình tự quyết cái bài game của nó rồi nè. Rồi các bạn cũng bắt up lên đi các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ ba thì các bạn cũng follow Facebook và share chia sẻ bài viết của nó các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đường link Facebook của mình nữa các bạn. Rồi các bạn like nó một cái là thích nè. Đây là một dự án game mình hy vọng nó uy tín nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây cũng like nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ nè các bạn. Bấm vào công khai nha các bạn. Rồi đã đăng dòng thời gian rồi bạn bắt đáp lại nha các bạn. Rồi like share bot rồi bấm submit nha các bạn. Submit data nè. Tập cần này sẽ list sàn chất web nha các bạn. Mình đã không biết nó list chưa. Nhưng trong thông báo nè các bạn. Hay setting on list sàn chất web. Chắc list rồi, rồi bạn bấm vào phone to call các bạn. Rồi, các bạn follow theo word. Rồi, các bạn gỡ lên cái đường link theo word của tất cả các bạn nha bạn. Các bạn mở lên cái trang trader của tất cả các bạn ra nè. Rồi, các bạn nhấp vào trang cá nhân đầu người của mình nha các bạn. Rồi, các bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Rồi, các bạn nhấp vào ba chữ gạch nè. Rồi các bạn nhớ chia sẻ nha các bạn. Nguồn AirDrop về nhiều lắm các bạn. Nên mình rồi các bạn sao chép nha các bạn. Các bạn sao chép cho khi như tạm xong các bạn chờ lên bot nha các bạn. Rồi các bạn dán vào nha các bạn. Rồi tào lao luôn rồi. Chào nha các bạn, các dạ bạn gỡ cái đường link profile server của mình các bạn. Like, request, send you, send me. Rồi các bạn cũng gỡ lại một cái link tweet nha các bạn. Rồi các bạn cũng mở trang trader tiếp tục nè. Thông báo hoài. Các bạn cũng nhấp vào trang cá nhân luôn, mọi người mình bạn nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Rồi các bạn cũng qua tweet cho seller nè các bạn. Rồi các bạn cũng copy cái bài viết nữa nè. Bạn nhấp vào ba chữ gạch, các bạn cũng sao chép đến theo word nữa các bạn. Rồi các bạn xây dựng bot nè. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Sao rồi. Rồi các bạn cũng gửi cái đường link profile Facebook của mình nha các bạn. Các bạn cũng mở trang Facebook của mình ra nha tất cả các bạn. Rồi các bạn copy trang Facebook cá nhân của mình nha các bạn. Đường link trên đầu á. Rồi các bạn mới đáp lại nha các bạn. Rồi các bạn lướt qua bên Telegram các bạn.
Rồi mất tiêu luôn rồi ta. Rồi các bạn gửi lên đường link profile Facebook các bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn gửi lại một cái đường link Facebook mà các bạn đã chia sẻ cho nó nha các bạn. Thì nha các bạn lướt xuống các bạn chia sẻ hồi nãy các bạn chia sẻ các bạn cũng bấm vào chia sẻ các bạn viết lên trang không được phải không các bạn nhấp vào ba dấu gạch trên đầu các bạn sao lưu vào bài viết phải không các bạn để mình kiếm sao chép các bạn ác thiệt nó kêu chia sẻ bài viết Facebook nhưng thật ra Facebook hiện tại bây giờ mình copy đường link đâu có chia sẻ được đâu các bạn nên mình sẽ dùng đường link trên luôn các bạn copy đường link trên luôn dòng thời gian của nó luôn rồi các bạn mở lên Telegram bot nè ác thiệt tình cũng có khùng rồi để gỡ cho mày luôn được không được thì thôi rồi các bạn gỡ địa chỉ cho link TC20 các bạn trên Android hoặc iOS nha bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ với cho link cái bài gỗ mình ra nè. Rồi các bạn để chút xíu. Rồi các bạn copy địa chỉ với nha bạn. Copy nè. Rồi các bạn gửi lên cho bot nha các bạn. Nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè. Rồi gửi nha các bạn. Nó quay vòng vòng quay. Sau khi xong mình nhấp vào một gạch này các bạn. Chứ nó không bắn hồi. Rồi các bạn vậy chương trình này góp mình kết thúc các bạn vậy tại vì cái video của mình cái má con bot của mình nó bị đứng các bạn sau khi các bạn gửi địa chỉ với trên link vào thì nó sẽ ra một cái link ghép phơi cho các bạn hoặc là link ghép và số token các bạn vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn nhé.